Ngày 1 tháng 4 năm 2023, sau khi được tự do, Huỳnh Thị Tố Nga đã trở mặt, trơ tráo nói rằng không có tội với đất nước và nhân dân dù bị kết án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Và ngang nhiên khẳng định, các hoạt động của mình có mục đích tốt cho dân tộc, cho dù có thể có hại cho Đảng Cộng sản cầm quyền. Khác với nhiều quốc gia khác, sự tồn tại vững mạnh của nhà nước Việt Nam gắn liền với sự tồn tại vững mạnh của Đảng mà không tách rời. Tuyên bố của Huỳnh Thị Tố Nga cho thấy cô ta sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước và công nhiên thách thức dư luận cũng như các cơ quan chức năng. Phát biểu của Huỳnh Thị Tố Nga được Đài Á Châu Tự Do RFA dẫn lại trong bài viết cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga: "Tôi không có tội với nhân dân" vào tối 26 tháng 4 năm 2023. Thực ra, Huỳnh Thị Tố Nga trở mặt để rồi ngựa quen đường cũ là câu chuyện được dự báo trước. Bởi bản tính của cô ta là sự lôi kéo, chăm bẵm của các đối tượng chống phá cả trong và ngoài nước, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân. Trong điều kiện mà hầu hết các đối tượng cộng cán đã vào tù, đang thiếu vắng những lựa chọn để chúng tạo dựng ngọn cờ chống phá đất nước. Xin được nhắc lại, hôm 28 tháng 3, Tổ chức khủng bố Việt Tân có bài viết ve vãn Huỳnh Thị Tố Nga khi cô này được trả tự do sớm hơn 10 tháng trong một bản án 5 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Trong bài viết đó, Việt Tân tâng bốc Huỳnh Thị Tố Nga là một cây viết đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Những bài viết của cô ta đã gây được nhiều tiếng vang trong công luận, không chỉ bởi kiến thức phong phú, tầm nhìn sâu sắc mà thông điệp phát đi cũng rất mạnh mẽ và phù hợp đúng với những diễn biến của thời cuộc. Về bản chất, bài viết là chiêu trò khích lệ, động viên của Việt Tân với những kẻ đang chống lại đất nước mà thôi. Nhưng nó có thể làm cho họ ảo tưởng, dẫn đến ngáo bản thân và tiếp tục quay lại con đường phản phúc. Huỳnh Thị Tố Nga là em gái ruột của tên phản động Huỳnh Minh Tâm và là chủ tài khoản Facebook Selena Gen và Facebook Diệu Hằng. Những tài khoản này dùng để loan tải các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và dùng để liên lạc với các phần tử phản động chống phá nhà nước ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hoạt động của các tài khoản này đã được cơ quan điều tra theo dõi. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, một nhóm chống phá nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 5 tài khoản Facebook đã phát tán Cương lĩnh Chính trị 2019, còn gọi là Chính nhân Cương lĩnh, kêu gọi lật đổ chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam lên mạng xã hội. Các tài khoản này gồm Lý Đông Nhân, Huỳnh Chí Tâm, tức Huỳnh Minh Tâm, anh trai của Huỳnh Thị Tố Nga, Selena Gen, tức Huỳnh Thị Tố Nga, người Đà Lạt xưa và anh Hai Thanh. Trong Cương lĩnh Chính trị 2019, có màu sắc mê tín này, nhóm trên trích dẫn tư tưởng của Thái Dịch Lý Đông A, Nguyễn Hữu Thanh, một nhân vật nửa chính trị, nửa tôn giáo, từng sáng lập Đảng Chống Cộng mang tên Trường Việt Duy Dân Đảng trước năm 1945. Ngày 23 tháng 1 năm 2019, nhóm này tiếp tục phát tán bản, thông điệp hoạch định hành động, trong đó hướng dẫn các cảm tình viên lập từng nhóm không quá 10 người để hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Khi cần, những nhóm nhỏ này sẽ phối hợp với nhau để thực hiện các chiến dịch lớn. Một nhóm có tổ chức từ trên xuống dưới, có sự phân công, vai trò, vị trí cho từng cá nhân, có cương lĩnh hoạt động và các kế hoạch hoạt động với mục đích lật đổ chế độ chính trị của một nhà nước, đồng nghĩa với lật đổ chính quyền thì chắc chắn là một tổ chức phản động, có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Đây là lý do dẫn tới việc các đối tượng bị bắt. Theo cáo trạng, Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga sử dụng Facebook móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước để viết và đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc thực tế, kích động, kêu gọi người dân chống đối chính quyền, lật đổ chế độ chính trị hiện tại ở nước ta. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 1 năm 2019, Huỳnh Minh Tâm đã sử dụng hai tài khoản Facebook là Huỳnh Chí Tâm và Huỳnh Tâm. Trong khi đó, Huỳnh Thị Tố Nga sử dụng hai tài khoản Facebook là Selena Gen và Diệu Hằng. Các tài khoản này thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước, phỉ báng, bôi nhọ chế độ, bóp méo và xuyên tạc lịch sử dân tộc. Ngoài ra, hai đối tượng còn gửi lời kêu gọi đến những người bạn trên Facebook tham gia nhóm kín Đảng Cộng Hòa, kêu gọi kích động người dân biểu tình lật đổ chế độ, chống phá nhà nước. Cũng theo cáo trạng, ngoài hành vi làm, tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước, thì anh em Huỳnh Minh Tâm còn vận động quyên góp tài chính phục vụ cho hoạt động của nhóm kín chống nhà nước và nhận 10.000 đô la của Facebooker Văn Đoàn để ám sát một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình bằng súng và lên kế hoạch bắt cóc con tin gửi cho những đối tượng khác trong nhóm.
Tuy nhiên, mọi kế hoạch mới được vạch ra thì Huỳnh Minh Tâm bị bắt. Kết thúc điều tra, anh em Huỳnh Minh Tâm bị truy tố với tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Huỳnh Minh Tâm 9 năm tù giam và Huỳnh Thị Tố Nga 5 năm tù giam. Và như đã nói ở trên, quá trình chấp hành án phạt tù, Huỳnh Thị Tố Nga đã tỏ ra ăn năn, hối cải, thậm chí lập được thành tích khi tố giác bạn tù, nên được trả tự do trước thời hạn 10 tháng. Dài dòng như trên, để mọi người thấy rằng Huỳnh Thị Tố Nga không phải là một tù nhân lương tâm hay nhà dân chủ đấu tranh ôn hòa, cũng không phải là nữ nhi anh hùng như Việt Tân, RFA đang đánh bóng để khuyến khích lôi kéo cô ta tiếp tục hoạt động chống phá nhà nước. Tin rằng với mục đích tấn công vào Đảng Cộng sản như tuyên bố của Huỳnh Thị Tố Nga với RFA thì chắc chắn chỉ cần một, hai hành động, cô ta sẽ sớm quay trở lại nhà tù và lần này bản án không phải là 5 năm mà có thể là gấp đôi hoặc hơn thế nữa.